chuyển sinh thành liễu đột biến chấp 270. Từ trong biển lửa cháy dữ dội đó, hình bóng người Tôn Long dần dần hiện ra. Hai chân đứng trông hệt như hai cái trụ cắm thẳng xuống đất rất chắc chắn, mọi thứ xung quanh gần đó đều đã bị cậu ta thiêu thành cho bụi. Và rồi bàn tay to lớn y hệt như vuốt rồng lại được cậu ta lôi ra để chiến đấu với Bạch Hồ. Trong nháy mắt, Tôn Long đã xuất hiện ở ngay trước mặt của nó, bàn tay vuốt rồng vung lên chuẩn bị giáng cho nó một đòn thật đau đớn. Không biết từ lúc nào nhưng hiện tại trong Long tràn đầy ý chí chiến đấu và cả sự hung ác, dã tâm giết chết con Bạch Hồ trước mặt mình. Tốc độ của Tôn Long nhanh đến mức khiến cả những người đứng ngoài không khỏi kinh ngạc, trong đó có Hắc Long, Nhu Ma và Thanh Cương đều phải há hốc miệng, mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn theo. Họ không thể tin vào mắt mình, tốc độ nhanh chóng của Tôn Long thật sự vượt xa mọi tưởng tượng, nhanh đến mức không thể tin nổi. Cửu Vĩ, với tư cách là đại tỷ, tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn so với đám đàn em. Không chỉ là sức mạnh, mà cả ánh mắt của nó cũng toát lên sự kiên định và uy nghiêm hơn nhiều so với những người xung quanh. Lại là một cú trời giáng nữa, tiếng uỳnh uỳnh dữ dội khiến rung chuyển cả đất trời, sức nóng của cú nổ này mà tưởng như trái đất đã tới ngày tận thế. Dị thụ cũng đang quan sát một cách rất chăm chú. Trận chiến này khiến cho hắn đang nhớ lại rất nhiều năm về trước, tại Úc lần đầu tiên giao đấu với Hắc Long, nhân loại đã nhân cơ hội đó mà lén trộm đi 4 quả long đản. Một con đã nở thành quái thú thứ 10 của Mê Vụ Đại Sơn, con thứ 2 bị hỏng và bị một con ngạc khổng lồ ăn thịt. Còn con thứ 3 thì trong lúc đang chiến đấu với hải thú đã bị dị thú của Liên đoàn Tự Do hấp thụ mất. Con cuối cùng còn sót lại đã rơi vào tay của Đế quốc Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn, nhưng trên đường trở về đã bị một thế lực tấn công và long đản cũng bị cướp đi. Quay trở lại với trận chiến tưởng không cân tài cân sức, lúc này Long đã khống chế được Bạch Hồ dưới chân mình. Thế nhưng trông hắn vẫn rất điên cuồng, hắn dùng miệng tạo ra một quả cầu lửa, chuẩn bị cho Bạch Hồ hứng chọn lấy. Bạch Hồ nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng sợ hãi, hoảng hốt nhưng cũng chỉ biết nằm im bất lực. Rồi quả cầu đó đã được phun ra, biến thành một luồng sức mạnh khổng lồ để tiêu diệt Bạch Hồ, may mà nó đã thoát ra được, giữ được cái mạng, không thì đời này coi như toang, Bạch Hồ ly song vĩ cũng thành con cáo nướng thui. Bây giờ nó không chỉ đứng im chịu trận nữa mà bắt đầu tấn công lại trả đũa, miệng của nó phun ra một luồng sức mạnh màu xanh, trông hệt như tượng trưng cho băng và lửa đối đầu với nhau. Nguồn sức mạnh đó nhanh chóng được Bạch Hồ phun ra và tạo thành một luồng ánh sáng chói lóa, chiếu thẳng về phía Tôn Long. Tuy nhiên chút này cũng chẳng nhằm nhò gì với Long, thanh niên chỉ cần vuốt nhẹ một cái bằng cái vuốt rồng của mình là đã thành công chém đứt đôi cái sức mạnh yếu đuối này. Lúc này, nhìn Tôn Long đã thực sự mất kiểm soát rồi, cậu ta trông rất đáng sợ, hoàn toàn mất đi nhân tính và lý trí, trong mắt cậu chỉ có sự hung bạo và chém giết. Bạch Hồ không ngờ kỹ năng đó của mình lại có thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Còn chưa kịp hoảng loạn xong, Long đã xuất hiện từ lúc nào thoát ẩn thoát hiện phía sau lưng Bạch Hồ như một cái bóng đen kinh dị. Bạch Hồ không dám tin vào mắt mình nữa, tốc độ này thực sự quá khủng khiếp, nhân loại bình thường tuyệt đối không thể nào đạt được tới cảnh giới như này. Một cú nổ vang trời lại xuất hiện, khói bụi bay tứ tung, chẳng ai lý giải được cú nổ này thế mà lại do một con người nhỏ bé tạo ra. Những người đứng bên ngoài xem chỉ biết liên tục cảm thán, trong đầu họ có một dấu hỏi chấm rất lớn, tên nhỏ bé này thực sự còn là con người sao? Thực lực của Bạch Hồ xếp thứ nhất, còn Tôn Long mới chỉ là thằng nhóc đứng thứ 85 mà thôi, chuyện này quả là không thể tin nổi. Thần Thụ đứng một bên quan sát thì không hề bất ngờ, trong đầu hắn nghĩ tên nhân loại đó không chỉ đơn giản là có long huyết trong người. Ngay cả linh hồn cũng đã bị trộn lẫn với linh hồn của Long, cậu ta có thể mạnh tới mức này là không hề kỳ lạ. Ngược lại với phản ứng của mọi người, Hắc Long rất vui mừng vẫy cờ phấp phới, còn cười lớn khoe rằng người đang đánh với top 1 kia chính là thúc thúc của nó. Bây giờ trận chiến vẫn còn rất quyết liệt khi Bạch Hồ vẫn còn tràn đầy tính chiến, xung quanh người nó bao bọc bởi một đám lửa màu xanh, được gọi là hồ hỏa, nhìn nó lúc này như muốn cào xé tên nhân loại kia ra hàng trăm mảnh. Phía bên Tôn Long cũng không kém gì, miệng của cậu phun ra rất nhiều lửa, đống lửa rực cháy này được gọi là Long Tức. Trông thanh niên rất máu chiến, dường như đã vào tư thế sẵn sàng, chỉ chờ để nướng con Bạch Hồ kia thành cáo thui thôi. Thế rồi hai luồng sức mạnh đối lập nhau cứ thế mà hùng hục lao vào nhau chiến đấu. Hai nguồn sức mạnh to lớn đó đối đầu nhau tạo ra một cơn địa chiến dữ dội, khiến cho những người bên ngoài chân không đứng vững nổi, mắt thì cũng bị tia sáng chói lóa làm cho lóa mắt, không thể nhìn thấy gì. Khói bắt đầu dần tan ra, trong làn khói ta vẫn thấy Bạch Hồ còn đứng rất vững, nhưng trông nó lúc này có vẻ đã thấm mệt rồi. Tôn Long từ trong đám khói hiện ra, với một bộ dạng, hình hài hoàn toàn khác, đầu của cậu đã biến thành đầu rồng. Hai cánh tay đã hoàn toàn trở thành vuốt rồng rồi, gần như thật sự biến thành một con hỏa long hừng hực khí thế. Dáng vẻ đáng sợ và mới lạ này làm cho mọi người phải dụi mắt, họ không tin vào mắt mình nữa, hình dáng này có Tôn Long chẳng phải có chút vô thực quá rồi sao? Đây chính là Long Hóa, dị thụ đứng một bên cảm thán, quả nhiên Tôn Long vẫn không có cách để khống chế hoàn toàn nguồn sức mạnh đáng sợ của mình. Trận chiến lúc này mới thực sự cân tài cân sức, một Long một Hồ lao vào nhau như có mối thù ngàn năm nào đó vậy.
Thế nhưng lúc này Tôn Long dần yếu thế hơn rồi, thời gian long hóa sắp hết rồi, không thể sử dụng long lực được nữa, nhưng cậu ta vẫn nhủ phải kiên trì thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi, kiên trì thêm một chút thôi là có thể thắng Bạch Hồ Ly Song Vĩ top 1 toàn xe vừa rồi. Bạch Hồ cũng không hề chịu thua, nó tuyên bố muốn thắng nó không đơn giản như thế đâu. Nói rồi nó giơ móng của mình ra, chạm vào được cái đuôi của Tôn Long. Nhưng chưa kịp gây ra bất kỳ tổn thương nào đã ăn ngay một chưởng của Long. Bị đấm như thế khiến cho Bạch Hồ rất tức giận, nó ngay lập tức đáp trả bằng một phát cào vào mặt. Phát cào này mạnh đến mức bật tung người Tôn Long ra xa vài mét. Bàn tay móng vuốt của cậu ta đã hoàn toàn long hóa thành hai đôi cánh, chỉ còn sót lại duy nhất hai đôi chân của con người thôi, cậu gầm lên giận dữ. Ngày hôm nay nhất định phải thắng con Bạch Hồ này. Bạch Hồ cũng cảm nhận được tên nhóc này đã tự bị sức mạnh của bản thân chi phối, hoàn toàn mất hết lý trí rồi, giờ nó chỉ có thể toàn tâm toàn lực đánh bại tên nhóc này thôi. Tôn Long giang rộng đôi cánh ra, bay về phía của Bạch Hồ để quyết chiến. Phía bên này Bạch Hồ cũng không chịu kém cạnh, nó hét lên, vậy thì liều một phen đi, một là nó chết Tôn Long sống, hai là nó sống còn Tôn Long toi đời. Đột nhiên lúc này xuất hiện những xúc tua màu xanh từ trong vết nứt không gian ngoi ra tiến về phía của Tôn Long. Nó cuộn chặt lại con rồng đang hừng hực sức chiến đấu này, ngăn không cho cậu ta hoàn toàn mất đi lý trí và nhân tính như này nữa. Hóa ra chính là thần thụ, hắn không thể đứng nhìn Tôn Long bại trận ở đây được, vì thế đã kịp thời cản cậu ta lại. Những xúc tua đang quấn chặt lấy Tôn Long, dần dần nâng cậu ta lên trời, sau đó đưa cậu ta vào trong dị không gian. Hắc Long và Cửu Vĩ đứng ngoài chứng kiến thì rất hoảng hốt, nó không hiểu tại sao chủ nhân của mình lại ngăn trận đấu này lại. Mọi người cũng dần dần nhìn ra được thế cục và hiểu được tâm ý của dị thụ. Nếu không trực tiếp ra tay ngăn cản thì thằng nhóc đó sẽ chết trong trận đấu này. Ngay từ đầu kết quả đã phân định, Bạch Hồ chính là người chiến thắng. Tôn Long rất tức giận vì đột nhiên trận chiến kết thúc, còn cậu thì bị cưỡng chế đưa đi, thanh niên gầm lên giận dữ. Thần thụ đã nhìn ra linh lực lưu động của Tôn Long lúc này đã hoàn toàn loạn hết cả lên rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ cần một phút nữa thôi cậu sẽ chết, vì vậy hắn đành ra tay giúp đỡ cứu mạng Tôn Long lần này. Nói rồi một luồng ánh sáng từ phía dưới hiện lên, còn xuất hiện thêm rất nhiều xúc tu nữa đang hướng về phía Tôn Long. Đầu của những xúc tu này đã bị thần thụ làm gì đó khiến cho nó như đang chuyển hóa thành một màu xám, trong đầu hắn thầm nghĩ, thuận tiện cho Tôn Long cái này luôn. Thứ xúc tu xám này có vẻ đã làm cho Tôn Long rất đau đớn, cả người cậu bốc ra một làn khói. Nó tạo thành một cái kén khổng lồ bao bọc lấy Tôn Long, có vẻ là đang tiến hành giúp cho cậu ta biến lại trở về thành người. Cái kén mỗi lúc một to ra, căng phồng lên như quả bóng, nó khổng lồ tới mức gấp mấy lần Titan. Cuối cùng một chiếc vai của con người đã dần lấp ló trong đám khói. Tôn Long đã trở lại với hình hài con người nhờ vào sự trợ giúp của dị thụ. Tuy nhiên, hình ảnh hiện tại của cậu vẫn chưa thể hiện được sự hồi phục hoàn toàn của lý trí. Đôi mắt của cậu chỉ còn hai màu đỏ và đen, ánh lên sự lạnh lùng và sắc bén đến ghê người. Dù hai tay không còn to lớn như những vuốt rồng, nhưng chúng vẫn mang đến cảm giác đầy đe dọa. Bắp tay của cậu giờ đây có thêm những chiếc sừng nhỏ, còn cánh tay phủ đầy vảy rồng. Chiếc đuôi và đôi cánh vẫn còn nguyên vẹn, khiến Tôn Long hiện lên như một sinh vật kỳ lạ, dù vẫn mang dáng dấp của con người, nhưng cậu lại gắn liền với nhiều đặc điểm của loài rồng. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.